Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại số 193 đến 203 Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp. Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã thuê nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty, được chia làm 4 nhóm gồm nhóm định chế tài chính tại Việt Nam, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh thật, nhóm công ty ma tại Việt Nam và mạng lưới công ty tại nước ngoài. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng, gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên, 1.284 khoản vay được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm lập đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định nhóm đối tượng được thuê đứng tên ký khoản vay, đại diện pháp luật, công ty ký hồ sơ vay đứng tên tài sản bảo đảm, ký chứng từ, rút chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính, liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định là các đối tượng có vai trò thứ yếu. Ngoài tiền lương được trả, những người này không được hưởng lợi gì, bản thân họ không nhận thức được hành vi đứng tên như trên đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng SCB. Họ cũng là người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê. Quá trình điều tra, những người này thành khẩn khai báo, do vậy không xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ. Ngoài nhóm người được thuê trong vụ án này, có một nhóm cán bộ ngân hàng SCB ở cấp đơn vị chi nhánh cho vay, tái thẩm định cho vay, tham mưu cho ban tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Họ có tham gia trong hồ sơ vay vốn, không đảm bảo quy định kiểm tra kiểm soát hoạt động ngân hàng SCB. Một nhóm cá nhân là những người cấp đơn vị chi nhánh có tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định họ chỉ là những người lệ thuộc, là người làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, thực hiện công việc chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo ngân hàng SCB. Quá trình điều tra, họ đã tích cực hợp tác góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm, do vậy không xem xét trách nhiệm hình sự đối với cá nhân này. Ngoài ra, đối với bị can trong vụ án, ngoài hành vi bị điều tra truy tố, còn thực hiện hành vi sai phạm khi giữ các vị trí vai trò thứ yếu trong việc tạo lập hồ sơ vay vốn khống, giải ngân để bà Trương Mỹ Lan sử dụng khi thực hiện hành vi sai phạm. Những người này đều là những người lệ thuộc làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo ngân hàng SCB. Do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự những người này đối với các khoản vay mà họ đã tham gia ở vai trò, vị trí thứ yếu. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, ông Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần. Ông Dương cũng là người trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, là người giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng SCB, nhưng ông Dương đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định của ngân hàng SCB. Hai người này cũng đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng, nhưng do cả hai người trên đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã cố tình thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật để rút ruột Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB sử dụng vào mục đích riêng. Số tiền liên quan trong vụ án là rất lớn. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho các pháp nhân cá nhân thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Tại thời điểm khởi tố vụ án, dư nợ gốc còn lại là 483.000 tỷ đồng. Trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, bà Trương Mỹ Lan bị xác định đã chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại
hơn 129.000 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hại 64.000 tỷ đồng ở hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Cơ quan điều tra làm rõ, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân ở SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập pháp nhân ma, tạo dựng hồ sơ vay khống. Sau khi SCB giải ngân thì chuyển tiền lòng vòng qua các tài khoản để sử dụng, một phần rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền. Ông Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Trương Mỹ Lan, là người giúp vận chuyển tiền mặt rút từ SCB về trụ sở Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan theo chỉ đạo. Cuốn sổ tay ghi chép của người lái xe cho thấy, trong thời gian từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, ông ta đã vận chuyển 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Kết quả điều tra xác định, số tiền SCB giải ngân theo hồ sơ vay khống đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân F1 nhận tiền. Dòng tiền từ 1.284 khoản vay với 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát được cơ quan điều tra xác định đã sử dụng vào nhiều mục đích. Trong đó có hơn 57.000 tỷ đồng trả nợ khoản vay cũ tại SCB, chuyển khoản nội bộ SCB là 5.275 tỷ đồng, chuyển khoản ra bên ngoài là hơn 381.000 tỷ đồng, tổng số tiền rút tiền mặt là hơn 81.000 tỷ đồng. Riêng số tiền 108.000 tỷ đồng do lái xe Bùi Văn Dũng vận chuyển, ông này khai một số lần vận chuyển tiền về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood ở số 127 Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Tiền được giao cho bà Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Lan, để bà Uyên tiếp tục giao cho những người khác. Tuy nhiên, bà Uyên không lưu giữ ghi chép về người nhận tiền. Một số lần khác, ông Dũng vận chuyển tiền về tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở số 193-203 Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc giao tiền cho một số cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan. Ông Bùi Văn Dũng và bà Trần Thị Hoàng Uyên đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai nhận tiền giải ngân được sử dụng vào việc trả nợ gốc lãi của các khoản vay trước, trả nợ bà Lan đã vay của bạn bè, người thân, trả các khoản chi phí hoạt động của SCB mà không thể hạch toán được. Tiền còn lại được dùng để mua các dự án, thường là các dự án bà Trương Mỹ Lan mượn để thế chấp ngân hàng sau đó mua lại. Ngoài ra, tiền còn được dùng để trả lãi trái phiếu, chi phí, tiền định giá tài sản, công chứng tài sản, chi trả tiền công cho những người đứng tên hộ các khoản vay, đứng tên tài sản và chi vào nhiều mục đích khác. Theo kết quả điều tra, bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhận chuyển, nhận tiền ra nước ngoài. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 pháp nhân có mạng lưới công ty tại nước ngoài. Bà Trương Mỹ Lan xây dựng nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ quốc gia, thiên đường thuế, sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, nhưng thực chất có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà Lan tại nước ngoài. Theo kết luận, cơ quan điều tra đã tách vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền để tiếp tục điều tra, xử lý và thu hồi triệt để tài sản để khắc phục hậu quả cho vụ án. Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ông Đặng Phương Hoài Tâm, cựu phó văn phòng Vạn Thịnh Phát, người được bà Lan giao quản lý theo dõi các bất động sản, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Đối với bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra tạm giữ 1.266 bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, 1.784 bản photo sổ đỏ, danh sách 269 nhà đất cho thuê và nhiều hợp đồng công chứng thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, bà Trương Mỹ Lan và hệ thống Vạn Thịnh Phát sở hữu nhiều tài sản là bất động sản có giá trị ở vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với hàng ngàn bất động sản. Bà Trương Mỹ Lan không thể nhớ hết danh sách tài sản cũng như không nắm được tình trạng sử dụng thế chấp các tài sản này ra sao. Một cá nhân là đầu mối giúp việc theo dõi quản lý các tài sản giúp bà Lan là ông Đặng Phương Hoài Tâm. Ông Tâm vào làm việc tại văn phòng hội đồng quản trị của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát từ tháng 9 năm 2011. Từ khoảng năm 2013-2014, ông Tâm được phân về nhóm quản lý theo dõi các tài sản, trong đó có tài sản riêng lẻ của bà Trương Mỹ Lan và tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình làm việc, ông Tâm quản lý các thông tin tài sản như tên tài sản, địa chỉ, chủ tài sản, ai giữ sổ đỏ.
Đến năm 2017, ông Tâm được giao thêm phần công việc theo dõi dư nợ tại ngân hàng SCB của các tài sản này. Công việc hàng ngày, ông Tâm theo dõi cập nhật danh sách tài sản riêng lẻ và thêm phần thông tin dư nợ như tên công ty vay, số tiền vay, ngày giải ngân, tài sản đảm bảo, dư nợ, hạn vay, chi nhánh vay. Đến đầu năm 2020, ông Tâm được bổ nhiệm làm phó văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phụ trách toàn bộ công việc của văn phòng. Khi này, ông Tâm giao công việc theo dõi dư nợ cho hai nhân sự khác và bắt đầu tham gia phối hợp với bị can Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng công ty Peninsula để cung cấp thông tin các công ty cá nhân không có dư nợ hoặc thành lập công ty mới để vay vốn ngân hàng SCB. Quá trình điều tra, ông Tâm thừa nhận có phối hợp thành lập công ty nhưng lại khai không biết mục đích thành lập công ty. Tuy nhiên, theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Tâm được giao theo dõi các bất động sản riêng lẻ để biết tài sản nào đã đưa vào vay ngân hàng, tài sản nào chưa vay, quản lý theo dõi danh sách các công ty cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay. Ông Tâm là người cung cấp thông tin các cá nhân để thực hiện phương án vay vốn, quản lý thông tin cá nhân, pháp nhân phục vụ việc vay vốn tại ngân hàng SCB, phụ trách các nhân viên thực hiện thủ tục pháp lý, thành lập công ty khi cần. Đặc biệt, bà Lan khai năm 2022 có đưa cho ông Tâm xem danh sách tài sản bà Lan đang thế chấp tại ngân hàng SCB và yêu cầu kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản, xem có nhầm lẫn, có tài sản nào không được trả lại khi đã tất toán khoản vay. Cơ quan điều tra xác định, ông Tâm đã quản lý sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát. Hành vi của ông Tâm liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan, phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 171.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB và số tiền thiệt hại hơn 57.000 tỷ đồng lãi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!